Mình không nói là anh em nên, nên trốn nhé, đừng có trốn. Đi tù đấy. Cảm ơn anh em đã đồng hành vì trong suốt khoảng thời gian rất là dài qua. Cảm ơn rất nhiều luôn. Bye anh em. Một bé rồi kìa, vết cho qua mình là Linh đây. Đủ anh em thấy chưa? Mình đã bảo khẩu này xế rồi. Chơi zombie ngon mà. À, bóng ma nào, bóng ma ra đây, bóng ma ra đây. Trời ơi. Ui, 5 kill luôn này, easy. Ui. Ui. Oh, à, khẩu này, cái khẩu P90 FIP. Ui, gần như là không giật anh em ạ. Thằng bé, thằng có đâu em để có đâu nhỏ vào đấy. Nó, kiểu nó có hai thằng mà nó cứ phân vân là không biết là đến cào thằng nào chứ. Cuối cùng là nó chả cào được cả hai thằng luôn. Qua đây, qua đây, qua đây. Ui, xấy ê vãi hả? Nó bấm, ơ có E này, ui. Ui vãi. Ui khẩu này nó có khả năng như kiểu một P5 Winrunner em ạ. Ôi chết luôn rồi. Qua đây, qua đây. Chạy chạy, ui. Trời ơi, không được. Cái E của cái này khi mà làm hero là em bấm cái nó thành hero luôn. Đạch. Trời ơi. Trời ơi này. À. Đù. Cái E là của nó là ở bên zombie là anh em như bấm MP5 Winrunner luôn. À, nhưng mà khi mà cái thời gian thành hero em bấm E cũng hóa hero luôn đấy, thế là mất. Ok, hôm nay có một cái tin, nói chung là mình, đối với mình thì nói chung là mình không biết nói thế nào luôn. Thì trong thời gian tới đây là mình sẽ sắp phải nhập ngũ anh em ạ. Nói chung là mình cứ đề phòng cái khoảng thời gian này cũng từ rất là lâu rồi. Anh em để ý là một số clip trước của mình. Đây. Nó hơi nhỏ nhỉ, tí nữa mình sẽ show cho anh em. Đây. Không biết em nhìn rõ không nhưng mà mình sắp phải nhập ngũ. Đang trong cái đợt mà đi khám sức khỏe rồi anh em ạ. Đây là... trong tình trạng như này thì khỏe như trâu như bò như này thì mình nghĩ là nhập ngũ thì cũng hợp lý thôi. Và chúng ta sẽ phải chia tay nhau một khoảng thời gian rất, mình nghĩ là rất là dài. Đối với mình là rất là dài rồi. Mình thuộc kiểu mà cũng con người yếu đuối đó. Trời ơi, không biết là sau này nhập ngũ thì đến như thế nào nữa. Nó cũng đúng rồi. Có khi nào khi mà nhập ngũ về mình sẽ trở thành một con người mới không? Kiểu body sau búi anh em. Vãi. Nghe. Nhập ngũ thì nó cũng không có gì là gọi là quá là khổ sở đối với mình, nhưng mà mình nhất là mình cảm giác nó hơi buồn ấy, kiểu tự do tự tại thoải mái suốt kiểu nó quen rồi ấy, kiểu sướng ở sướng nó quen rồi mà bây giờ lại chuyển sang kiểu huấn luyện khắt khe xong rồi lại lao động các thứ, có khi mình phải để... Chứ là mình cũng gửi game một thông tin như vậy để game chuẩn bị trước thôi. Bởi vì là cái đợt nhập ngũ gần đây nhất thì là sẽ vào sát năm. Ui đồng thế. Mình không biết thể làm gì. Nó khoảng đợt tháng 1, tháng 2 anh em ạ. Tầm tháng đấy là mình sẽ đủ tiêu chuẩn và mình sẽ lên đường thôi. Lúc đấy thì chúng ta sẽ phải xa nhau. Mình nghĩ là 5 rưỡi à. Bây giờ hiện tại là 5 rưỡi rồi anh em ạ. À quên, mình có cái E mà nhỉ. Mình chưa, mình cứ quên ấy, đang mà chém gió với anh em. Đây, bấm E này anh em chuyển luôn này. Nhưng mà chỉ tận dụng của nó khi mà anh em... Ôi chết luôn kìa. Khi mà chưa hóa hero nhá. Hoặc mình thấy là cái khẩu này là mà chơi anh em chơi với chế độ zombie thường nó ngon đấy. Bởi vì là... À cũng chẳng ngon đâu. Kiểu nó chơi độ zombie thường em... Nó nhiều khi nó lại... Người kiểu hóa zombie quá ấy, nó lại... chuyển sang đấy, chuyển sang như thế này luôn thì khó chịu vậy. Ui, ui, bóng ma đâu, bóng ma đâu. Ui thằng kia nó hẹo mất rồi. Chạy. Ui mình còn đứng lên đầu nó. Chạy bắn ơi. Ui phế 4 kill ấy. Nên là mình cũng hy vọng là anh em thông cảm cho mình. Mình phục vụ anh em cũng khá là lâu rồi. Trong khoảng thời gian 3 năm rời cái gì đó. Nên là cái gì, điều gì đến rồi cũng phải đến thôi. Mẹ chết luôn ạ. What the fuck. Ok.
Rồi, nói chung là tin nó cũng chỉ như vậy, nó không đến nỗi là buồn đến mức mà phải kiểu xên xúa, khóc lóc này nọ cả. Mình thấy điều này rất khá là bình thường. Và mình đã chuẩn bị từ tinh thần này từ rất là lâu rồi. Được, anh em nhớ YouTuber gần đây nhất mà đi nghĩa vụ đó chính là Vượng Mobi V đó. Hiện tại thì ông ấy chắc cũng phải được bao nhiêu năm ở bao nhiêu tháng chẳng. Mình nhớ là ông ấy đi đợt đầu năm nay này thì chắc phải 6-9 tháng rồi. Tức là ok. Đã đến lúc mình phải ra chia tay anh em. Nhưng không sao, anh em đừng có buồn. Mình có không buồn thì anh em buồn làm gì đúng không? Chết quá. Hôm nay tự nhiên thấy anh em chơi chung kích đông thật chứ. Úi dồi. Ok. Ok, có bỏ lại. Dâu quay nói cầm cái dây kiếm đẹp nha. À, đó mà. Xây êm nhỉ. Mình cứ cái e của nó mình chưa quen dùng lắm. Mình... Ủa chết luôn kìa. Ui. Sao do trận này nó đông thế. Mẹ cha. Rồi anh em đừng quên cho mình cảm nhận về MP90 Hero này. Và ok, bây giờ thì khoảng thời gian của chúng ta nó không còn nhiều nữa. Thì anh em còn cái điều gì để hỏi hay là muốn mình tiếp tục với truy kích nữa hay không, hoặc là muốn mình làm về những chủ đề gì thì trong thời gian tới thì cũng chỉ mình nghĩ là còn 2 tháng nữa, cùng lắm 2 đến 3 tháng nữa là hết là cùng rồi. Thì mình sẽ cố gắng phục vụ với anh em nốt trong khoảng thời gian đấy rồi chúng ta chia tay nhau, chạy tạm thời chia tay thôi, chứ không phải là mình chết đâu anh em nhá. Mà nghe chia tay như kiểu là vĩnh biệt nhau ấy, nghe nó nặng nề quá. Phê thế. Ôi đâu hết rồi. Con này xây sướng quá em. Thề đã vậy. Đấy, cái e của nó hồi cũng nhanh đấy. Con này xây sướng quá em. Lá quá. Qua đây. Ui. À, có bóng ma ở dưới mà sao nó cào này mình nhanh thế. Nó đã hóng ở dưới rồi, ghê rồi. Ok. Vãi. Thôi, tập trung nhá, quả này mình sẽ chơi combo luôn này. Đấy, anh em bật cái tốc độ di chuyển lên. Rồi. Cái kiểu mắc của nó đẹp thật, mình thấy khá là thích cái kiểu mắc của cái khẩu súng này. Qua đây. Ui, chết luôn kìa. Vừa khỏe đấy, mình thấy nó khẩu này bắn khỏe đấy. So với MP5 Winrunner, đúng không? Khẩu này khỏe hơn MP5 Winrunner đấy. Cũng khá là ghê. Nào, qua đây, ok. Ôi, nó chạy mất rồi. Ui. À, thôi được rồi, heo một sao thôi các bạn. Đây là mình sẽ đi thông đít với con này. Giết. Chạy đâu. Chạy này thì chạy. Má, mình cào nó bao nhiêu phát, nó máu chết. À. Chứ hôm nay cảm giác nó cứ hơi hụt hẫng các bạn. Cảm giác nó không còn hứng thú chơi như mọi hôm nữa. Ok, vậy thôi anh em, nói chung là chúng ta biết tình hình nó là như vậy rồi thì muốn tránh không tránh được đâu em, thật sự đấy. Cái này là anh em tránh mà có khi còn đi tù đấy, đừng đùa. Thôi, còn trẻ còn khỏe đấy, chúng ta nên triển thôi. Đấy, súng ngon đây em, bắn rất là thích luôn. Ok, hai anh em khi khác mình sẽ làm review nó cẩn thận hơn một chút. Bye. Đây anh em ạ, đây. Đó, 2018 đây, nó mới, nói chung là mình cũng mới nhận được lệnh thôi, tức là chỉ trong khoảng có mất
2 ngày thôi. Lý ra nếu mà anh em trong theo luật đúng là phải trong vòng nửa tháng ấy, là anh em phải biết trước về cái lệnh này để còn nếu mà chẳng hạn ví dụ nha, mình muốn lo lót các thứ này, chẳng hạn mình không muốn chẳng hạn thôi nhá, chứ thật sự là mình không không có ý là mình mà kiểu lo lót các thứ để đi không đi ấy. Thì đây đó, thì mình chỉ trong vòng 2 ngày là cái là mình đi khám sức khỏe luôn, mình không có thời gian để kịp làm gì cả, nên là điều này là gần như là chắc chắn rồi. Sức khỏe thì mình nói chung anh mình bây giờ mình sức khỏe mình cứ trên trên cậu ổn định rồi, chứ hơn là mình nghĩ là chiều cao cân nặng các thứ này mình chỉ đợi đến ngày là rồi là triển thôi các bạn đó. Cái này thì anh em trong độ tuổi là từ 18 thôi, 18 đến 27, nên là trong khoảng thời gian này mà anh em chỉ cần đi học về cái thôi, không không cần biết là anh em phải làm được làm gì, nên là gần nhất là đều phải đi hết mà. Nếu mà anh em là có trong cái độ tuổi này thì cũng nên chuẩn bị thôi, chuẩn bị tinh thần. Mình không nói là anh em nên trốn nhé, đừng có trốn, đi tù đấy. Thôi vậy thôi, như vậy thôi. Thời gian của chúng ta thì ok, hiện tại thì mình vẫn còn một chút thời gian thôi để cho là tiếp tục gắn bó và phát triển cùng truy kích. Còn hy vọng là được anh em ủng hộ và như vậy. Cảm ơn anh em đã đồng hành vì trong suốt khoảng thời gian rất là dài qua. Cảm ơn rất nhiều luôn. Bye anh em.